Này, sau khi mà giải thích về mode, về bit thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm một số các cái lệnh nữa như sau. Ví dụ như là invert này thì là chúng ta đã nói rồi đúng không? Đảo ngược tất cả các cái giá trị hiện có về sáng tối cũng như về màu sắc cho một cái bức ảnh hoặc là cái công thức y. Đấy thì nó đảo qua đảo lại giữa âm bảng và dương bảng. Lệnh này thì rất là đơn giản thôi. Một số lệnh nữa thì nó cũng có cái tính chất mà cũng hơi tương đồng như những cái phần vừa rồi mà chúng ta giảng, thì chúng ta có hai cái lệnh, nó gọi là lệnh posterize và lệnh threshold. Đây, posterize thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề gì? Posterize nó sẽ giúp chúng ta giải quyết là làm giảm thiểu các cái bước chuyển màu ở trên một bức ảnh đi, để làm sao cho nó trở thành những cái mảng miếng màu nó lớn và nó mạnh hơn, nó rõ ràng hơn. Tức là thay vì việc là chuyển rất nhiều bước màu thì bây giờ nó cũng sẽ quy ra thành ra trong một số giải nào đó thì nó sẽ quy ra thành một mảng thôi, chứ không phải là chuyển êm nữa. Cái này thì nó sẽ giống, tại sao gọi là posterize, thực ra thì chúng ta ở một góc độ nào đó chúng ta gọi nó giống như là cái tranh cổ động. Các bạn nhìn thấy cái tranh cổ động ở ngoài đường rồi đúng không? Một cái ảnh chụp thì tất cả các cái giải màu cũng như là các hình khối thì nó chuyển rất là êm, nó rất là mịn. Đấy, để nó mô tả về cái sự chuyển màu cũng như là về cái sự căng của khối, sự mềm mại của khối. Tuy nhiên là ở trong tranh cổ động thì chúng ta thấy rằng mọi thứ nó được ước lệ, nó sẽ được giảm lược đi rất là nhiều, trở thành những cái mảng rất là lớn. Ví dụ một cái mặt người, thay vì việc là chúng ta chuyển rất là nhiều các cái bước màu để nó êm, nó căng cái da, thì ở trong cái posterize hay là cái tranh poster của tranh cổ động thì các bạn nhìn thấy nó sẽ phạt ra thành một mảng, hai mảng màu gì đấy để nó chuyển giữa cái chiều nghiêng của mặt và cái chiều vát chéo một chút và cái chiều trước. Đấy, ví dụ như thế. Thì cái những cái phong cách kiểu như thế thì nó hơi thô tháp nhưng nó lại đem lại một cảm nhận nó rất là mạnh mẽ mà nó dứt khoát. Đấy, thì khi mà chúng ta cần một cái bức ảnh nào đó theo một cái phong cách dạng dạng như thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái posterize. Đây, level này nó sẽ tương ứng với lại một cái bước chuyển. Đấy, maximum là 255 bước chuyển giữa một sắc nọ sang sắc kia. Thì bây giờ nó có thể là giảm đi, và khi giảm đi thì các cái bước trung gian nó sẽ bớt đi và nó sẽ quy lại thành những mảng lớn hơn. Đấy, và thông qua đó thì chúng ta sẽ có những cái mảng nó rõ ràng, mạch lạc, mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là nó cũng thô hơn. Đấy, và khi nào mà chúng ta cần một cái gì đó mang cái tính chất mà cũng mảng miếng mạnh mẽ như thế thì chúng ta có thể là sử dụng cái posterize này để mà chúng ta giảm bước màu đi. Một thằng nữa thì cũng theo cái phong cách đó nhưng mà lại là đen trắng, đó là thằng bên dưới này, threshold này. Thì chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ có được một cái bức ảnh nó chuyển từ cái dạng mà có màu sang thành dạng đen trắng và độ tương phản cao, với con trượt có thể kéo sang trái hoặc sang phải. Con trượt sang trái thì sẽ giảm tăng cái khu vực màu trắng, giảm khu vực màu đen, còn sang phải là tăng khu vực màu đen và giảm khu vực màu trắng. Tất nhiên là nó cũng tương ứng với lại cái vấn đề là chi tiết rõ hơn đến đâu. Đấy, càng nhiều đen thì nó sẽ càng có nhiều chi tiết được thể hiện. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ cân đối ở góc độ làm sao mà vừa đủ. Cái này thì cũng là một cái phương pháp mà tìm tòi, tức là tìm ra những cái dạng mảng miếng đậm nhạt thôi. Đấy, và ứng dụng của nó thì ví dụ như bạn nào mà làm về mỹ thuật chẳng hạn, thì khi mà tìm thử một cái phác thảo về tranh minh họa và tranh khắc gỗ thì đây cũng là một cái trợ thủ có thể làm. Hoặc là trong cái trình bày thì đôi khi chúng ta cũng sẽ sử dụng cái này, nhưng mà thường thường là theo cái tính chất là làm background thôi. Đấy, khi mà tôi muốn tìm một cái phương pháp trình bày mà nó đặc biệt hơn thì thay vì việc là tôi để một cái ảnh nguyên màu
với cái độ chuyển của nó rất là mịn màng, thì bây giờ tôi có thể phạt nó ra thành mảng miếng như này và tất nhiên là đánh mờ nó đi thành một cái background, sau đó sẽ đặt các thứ khác lên để trình bày theo một phong cách khác, nó tất nhiên là thô mộc. Đó, thì đây cũng là một cái bộ lọc cũng tương đối là đặc biệt, cái lệnh tương đối đặc biệt. Tiếp nữa thì chúng ta còn có một cái lệnh nó gọi là lệnh gradient map. Gradient map thì thằng này với lại cái lệnh photo filter là hai thằng tương đối là giống nhau, nhưng một thằng là làm việc với một màu solid còn một thằng thì làm việc với màu gradient. Đây, nhắc lại một chút về photo filter. Tôi muốn làm cho một cái ảnh mà được chỉnh sang một cái tông ngả màu gì đó thì chúng ta có thể sử dụng photo filter. Photo filter cung cấp cho các bạn hai cách, một là làm việc với filter tức là một danh sách các cái màu cho sẵn, và hai là color tức là chúng ta có thể lấy color picker, chúng ta bấm vào trong khu vực giải màu để chúng ta chọn một màu. Khi chúng ta chọn một màu rồi thì nó có cái phần density này để nó cho phép chúng ta hiển thị cái mật độ cái màu mà gán vào nó nhiều hay ít. Thực ra thì các bạn cứ hình dung là đây là một cái sự phủ màu lên trên những cái đang có, và cái sự phủ màu này càng dày thì chúng ta sẽ thấy là cái màu được phủ nó sẽ ánh vào trong cái ảnh, nó ăn trong cái ảnh nhiều hơn. Đấy, cái density này thấp thì nó chỉ hơi hơi có sắc một chút thôi, còn density mà nhiều thì nó sẽ ngả dần sang cái sắc này. Thì cái filter này thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một số các cái chế độ cho sẵn thế này, không nhiều lắm đó. Thế còn nếu mà chúng ta bấm chọn color thì cái chuyện này nó sẽ phong phú hơn, tại vì các bạn có thể chọn từng tí một để làm thay đổi theo ý mình cho tới khi nào mà các bạn chọn được một cái màu mà các bạn cảm thấy thực sự là các bạn muốn. Thế thì bằng cách là sử dụng filter hoặc là color, sau đó thì điều chỉnh density. Đấy, các bạn có thể nhuộm, các bạn có thể làm cho một cái bức ảnh nó có vẻ là ngả sang một chất màu nào đó. Thế còn tương tự như vậy thì chúng ta có một thứ nó gọi là gradient map, cũng là một thứ gọi là phủ màu lên trên, ánh xạ màu lên trên cái ảnh đang có. Nhưng lúc này thì chúng ta thay vì là sử dụng một màu duy nhất như vừa nãy thì chúng ta đưa ép vào một cái màu chuyển, và danh sách màu chuyển ở đây đúng không? Các bạn có thể chọn bất cứ cái màu nào, và sau khi các bạn chọn thì nó sẽ ép cái tông màu đó vào trong cái bức ảnh của chúng ta. Chỉ có điều là nhớ tí là nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào những cái mà chúng ta gọi là gần hay xa, sáng hay tối. Đấy, những cái nào sáng, những cái nào gần thì nó sẽ tương ứng với những cái màu sáng ở trong cái màu màu chuyển đó. Cái nào mà xa thì nó sẽ ứng với màu tối, và thêm nữa các khái niệm màu nóng hay màu lạnh thì nó cũng sẽ tương ứng như thế. Nóng là để hiển thị trong khu vực mà gần, màu lạnh thì nó sẽ là tương ứng với những cái khu vực xa. Đấy, là bạn có thể chọn bất cứ một cái màu nào thì nó sẽ được vào đây. Đấy, trong đó các bạn nhìn thấy đây này, đúng không? Sáng thì gần, tối thì xa, nóng thì gần, lạnh thì xa. Đấy, cứ chuyển như thế mà thì các bạn sẽ thấy nó sẽ đưa các cái khu vực màu này vào, áp vào cho bức ảnh. Có những cái thì rất êm, trông rất là đẹp, nhưng cũng có những cái thì trông nó cũng sẽ rất là dị đấy. Và tất nhiên là những cái này thì cũng là tìm kiếm một cái phương án gọi là phá cách. Thế còn làm cái gì thì lúc đấy nó lại phụ thuộc vào cái công việc cụ thể, tìm tòi và cảm thấy nó phù hợp thì chúng ta có thể đưa vào. Đấy là lệnh photo filter và lệnh gradient map. Selective color thì hình như là hôm trước tôi nói rồi đúng không? Selective color nghĩa là chúng ta sẽ hiệu chỉnh mà không cần phải có vùng chọn, chỉ cần là chọn là hiệu chỉnh cho một tông màu nào đó. Ví dụ như ở trong này thì chúng ta đây, ảnh này thì nó tông xanh là chủ yếu thôi. Ví dụ như là tôi điều chỉnh màu trời chẳng hạn thì chọn cyan. Đó, trời nước đều là tông cyan rất là nhiều. Bây giờ trong các cái cân bằng màu thì chúng ta sẽ có những cái con trượt gồm có cyan, magenta, yellow và black. Thì bằng việc là kéo các con trượt này thì chúng ta có thể là tác động được tới những cái khu vực mà nhiều màu đó.
Đấy. Nhưng nó sẽ không đụng đến những khu vực mà không có màu đỏ hoặc ít màu đỏ. Thì cái này thì chủ yếu là chỉnh theo cái khu vực nào có mật độ cái màu mà chúng ta muốn chỉnh nó nhiều. Thật giống cái ngày hôm qua, hôm trước lại, nhưng mà không phải cái tiếp cận giống thế à? Đây hôm trước nếu thế thì sẽ là reflect color đúng không? Không. Chỉnh sáng tối black and white á. Chỉnh sáng tối của cái bức ảnh cô bé ở dưới bãi biển, nó sẽ chỉnh màu của từng cái khu vực có giải màu giống nhất. À, cái color range này á. Không, đó là những biến thể dành cho những công việc hơi khác nhau một chút đó. Hoặc là đây chúng ta cũng có những cái lệnh như thế này, ví dụ adjustment ở đây chúng ta sẽ có một cái lệnh, nó gọi là lệnh color balance đó. Lệnh color balance này nó cũng sẽ có tính chất dạng dạng như thế. Khi tôi kéo con trượt này về một đầu nào đó thì cái màu đó sẽ được ưu tiên tăng lên, nhưng ngược lại là ở đầu kia nó sẽ giảm xuống tương ứng. Đầu này tăng lên bao nhiêu thì đầu kia sẽ giảm xuống bấy nhiêu. Bằng cái này thì chúng ta có thể thay đổi can thiệp vào tông màu cho một cái bức ảnh tương đối là, hoặc là trong một vùng chọn đó, tương đối là mạnh. Đấy. Không cần vùng chọn, ở đây là sẽ giải quyết trên góc độ là thế này, trên màu tổng thể. Nhưng cái này với lại cái kia là nó cũng khác nhau nhé. Ví dụ đây là trên tổng nhé, trên tổng đấy. Nhưng mà cái này nếu như chúng ta quay trở lại, chúng ta xem ở trong cái trường hợp mà chúng ta dùng cái lệnh selective color, thì ví dụ như là tôi chọn màu cyan, thì những cái thao tác gia giảm này thì nó chỉ rơi vào cái khu vực có màu cyan thôi, còn màu khác nó sẽ không đụng. Đấy. Hoặc là phải có tương đối nhiều màu cyan. Đấy. Chủ yếu là phòng trời với nước đúng không? Cây dừa này nó bỏ mặt, nó không đụng đến. Đấy. Nhưng mà nếu như tôi đánh dấu vào đây, tôi đánh dấu vào green chẳng hạn, thì lúc này nó lại gì đấy? Chỉ đụng tới chủ yếu là cây dừa, mà lại không đụng đến trời. Thì nó khác nhau đấy nhé. Tại vì trong này có một cái màu nào đó được ưu tiên là sẽ can thiệp vào màu đó. Trong danh sách này, chọn cái nào thì nó sẽ chỉ tập trung vào nó ra giảm ở trong khu vực nhiều màu đó thôi. Thế còn cái lệnh mà vừa nãy bạn vừa nói đấy, bạn vừa nhắc đến đấy, thì cái cái color balance thì khác. Đây, color balance thì bạn thấy là cả trời, cả nước, cả cây, cả cát đều có thể là tăng hay giảm chung. Đấy, thì nó sẽ có những sự khác nhau đấy. Lệnh này là một lệnh nếu mà bạn nào mà chỉnh lý ảnh nhiều thì cũng, hoặc ghép ảnh nhiều thì có thể là cũng sẽ phải đụng đến cái này. Nên tại vì là trong trường hợp mà tôi cắt một cái chi tiết từ ảnh A tôi ghép sang ảnh B đúng không, lấy một cái tay của người đó ghép vào cái thân của người kia, lấy một cái chi tiết này ghép vào một cái hậu cảnh kia, thì do cái tông màu giữa cái vật cũ và vật mới nó có thể hơi khác nhau đấy. Để mà cho nó ăn được vào nhau thì thường bao giờ mình cũng sẽ phải điều chỉnh bằng cái color balance này, để làm sao cho đưa cái màu của vật ghép vào với vật chủ nó giống nhau. Đấy, thì người ta sẽ sử dụng cái color balance này khá nhiều để mà ra giảm, để cho nó lôi kéo về cái tông màu giống như màu gốc để ghép được vào với nhau. Thế còn một cái nữa đó là cái Equalize, thì cái này thì nó là một cái thằng mà hiệu chỉnh tự động, chúng ta gần như là chúng ta không thể nào mà can thiệp được vào đây. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái sự khác biệt một tí, tức là nó tự động tính toán về sáng tối, đậm nhạt cũng như màu, và sau đó thì nó tự động cân chỉnh lại các giá trị mà nó cho rằng là tối ưu để đạt được cái độ rõ ràng cũng như tương phản ở trong bức ảnh. Đấy. Tự nó cân chỉnh theo cái cách đánh giá của nó. Tuy nhiên là nó sẽ có cái điểm khác như thế này. Chỉnh mà không có vùng chọn là khác,
chỉnh có vùng chọn là khác, và trong có vùng chọn thì nó lại có sự lựa chọn khác nhau. Đấy, các bạn quan sát vào Image, vào Adjustment, và chúng ta chọn Equalize. Khi không có cái gì cả, nó sẽ hiểu chỉnh trên tổng và nó sẽ đưa ra kết quả là như thế này. Sau khi phân tích và cộng trừ nhân chia tất cả các khu vực, các khu vực màu sắc và sáng tối tương phản của bức ảnh, thì nó đưa ra kết quả như thế này. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm việc bằng cách là có một vùng chọn thì sao? Ví dụ tôi có một vùng chọn, lúc này nó sẽ lại hỏi Equalize. Nó sẽ có hai tùy chọn cho các bạn: Equalize Entry Image Based on Selected R hoặc là Equalize Selected R Only. Nếu mà tôi bấm vào đây, nó sẽ chỉ căn chỉnh ở trong cái phạm vi vùng chọn hiện có. Và nó kệ sát cái thằng bên ngoài này. Đó. Nhưng mà nếu mà tôi có vùng chọn và tôi lại sử dụng lại Equalize, nếu tôi chọn này, nó sẽ tạo ra cái sự điều chỉnh cho toàn bộ bức ảnh, nhưng thông qua những cái cân bằng tham số mà nó đọc được ở trong cái phạm vi cái vùng chọn này thôi. Đấy, thì nó sẽ có cái độ khác biệt một chút. Đấy, thì về cơ bản là đấy là những cái lệnh mà chỉnh màu mà chúng ta hay sử dụng nhất. Tuy nhiên là bây giờ tôi lại nhắc thêm một cái vấn đề như thế này. Tất cả những cái mà chúng ta vừa mới làm thì đều là can thiệp trực tiếp vào trong cái bức ảnh, và do đó thì nó tồn chứa những cái tương đối nguy hiểm, đó là làm sai lệch ảnh gốc đi rồi. Trường hợp tốt nhất là nó ok. Khách hàng mà người ta ưng thì ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu mà khách hàng không ưng mà lại không ngồi ngay đấy để mà nhận xét của chúng ta, đến ngày hôm sau mới xem chẳng hạn, thì lưu lại rồi thì không sửa được nữa. Thế cho nên là những cái lệnh này mạnh thì mạnh thật, rất là tốt, nhưng mà chúng ta nên sử dụng một cách khác, tức là không phải sử dụng theo con đường Image Adjustment này nữa, mà các bạn nên các bạn nên chọn cái phương án là đính kèm như thế này. Cái biểu tượng này sẽ là biểu tượng nằm ở giữa trong số các biểu tượng nằm ở đáy hộp layer. Bất cứ là các bạn đếm từ trái qua hay là phải sang thì nó đều là biểu tượng thứ tư, và hình tròn và hai nửa là đen và trắng. Các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ tìm thấy những cái lệnh rất giống như là các bạn thấy trên kia. Tuy nhiên khi mà tôi sử dụng cái lệnh này thì sao? Có làm xong thì nó sẽ tạo ra một cái gì đấy ạ? Nó tạo ra một cái lớp điều khiển nằm ở trên. Đấy. Cũng giống như là chúng ta đặt nó, đặt một cái ảnh ở dưới một cái kính màu gì thì chúng ta nhìn xuyên qua kính thì chúng ta sẽ thấy cái ảnh nó bị đổi sang theo cái tông đó. Ở đây chẳng qua nó là một cái lớp điều khiển nằm ở trên, nó không tác động gì tới trực tiếp tới cái ảnh này cả, mà chúng ta nhìn thấy những sự thay đổi này là thông qua cái lớp điều khiển. Sẽ có nhiều cái lệnh mà các bạn sẽ thấy rất giống, ví dụ Hue Saturation chẳng hạn, đổi tông màu, tăng độ rực màu, tăng sáng, tăng tối, thích nữa thì đánh colorize, vân vân. Tất cả những cái này thì thực ra nó cũng vẫn là một lớp ở phía trên, không hề tác động gì vào cái dưới. Thế đây là cái phương pháp làm việc an toàn hơn rất nhiều, và nó linh hoạt hơn rất nhiều. Và kể cả trong trường hợp là khách hàng ưng rồi thì thôi, không nói. Nhưng khách hàng chưa ưng thì chưa ưng theo cái kiểu gọi là gần được rồi đấy em ạ, chỉnh thêm một tí cái này nữa thì chúng ta còn làm được. Vì sao? Chúng ta nhấp đúp vào đây thì hộp thoại nó mở ra, tất cả tham số nó vẫn có gốc, và bằng cách là gia giảm thêm một tí thì chúng ta có thể là chiều ý khách hàng được. Chứ còn cách kia
nó làm trực tiếp vào trong cái ảnh rồi. Và khi mà ta đã lưu lại có nghĩa là nó thành một thứ khác rồi. Việc chỉnh ở trên một cái ảnh gốc với lại chỉnh trên một cái ảnh đã bị chỉnh, nó là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy. Gia giảm tham số một chút trên cái thực trạng của ảnh gốc nó khác hoàn toàn với cái việc là gia giảm ở trên một cái ảnh đã được lưu mà sau khi đã chỉnh sửa rồi. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm. Đấy. Ví dụ như là chúng ta có thể rất nhiều cái chúng ta có thể xử lý bằng cái này và nó đều là một cái cách xử lý an toàn. Ví dụ như là tôi chọn Solid Color chẳng hạn, tôi có thể đặt một cái màu vào đây. Đó. Bất cứ màu gì. Sau đó thì tôi có thể là nhuộm nó bằng cách là gì đây? Đổi thuộc tính, gia giảm opacity. Rất nhiều cách để chúng ta có thể là đổi tông cho một cái bức ảnh. Đó. Và điều quan trọng nhất, an toàn. Không thích tắt bén như là xong, lại về nguyên bản. Đấy. Gần được thì lại bật lên, gia giảm thêm tí. Thế thì đấy là những cái phương pháp mà hiệu chỉnh màu mà có lẽ là chúng ta sẽ dùng nhiều nhất ở trong cái quá trình mà làm việc. Tất nhiên sâu hơn nữa thì có thể là nó sẽ còn dính đến một vài lệnh, nhưng có lẽ là nó sẽ đi vào những cái công việc cụ thể hơn. Còn ở trên tổng quan thì có lẽ là đấy là những cái lệnh mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất trong quá trình mà làm việc với Photoshop, làm việc với hiệu chỉnh ảnh. Thì tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn đến mức độ như thế.